Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà đào cam xả. Rồi cách làm như sau. Rồi mình sẽ lấy một cây xả ha, các bạn sắc ra. Rồi các bạn sắc ra độ khoảng 5 tép. Rồi các bạn dùng cây nghiền, các bạn nghiền thiệt mạnh. Rồi sau khi xong mình sẽ cho một gói trà đào. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 80ml nước sôi nha các bạn. Rồi mình sẽ ủ trà. Rồi mình sẽ ủ trà với xả trong vòng 5 phút. Rồi sau khi mình đã ủ trà và xả trong vòng 5 phút xong thì các bạn sẽ lấy túi lọc trà ra trước ha. Rồi trước tiên mình lấy thì mình lấy vắt nước hết. Rồi sau đó mình sẽ lược trà dưới sát xả. Rồi mình sẽ cho 20ml siro đào. Ba mươi ml nước đường. Bốn ml hồng trà. Rồi mình đổ trực tiếp vô lô. Rồi sau đó mình cho 40ml nước cam. Rồi sau đó mình sẽ cho tắt vô các bạn ha, mình sẽ cắt cái làm đôi. Rồi sau mình lược, mình dắt tắt xuống giữ hộp lại. Rồi mình sẽ cho một ít đá, mình để nắp lại. Rồi mình sẽ lắc đều lên. Rồi sau đó mình sẽ cho một ít đá vào ly. Rồi mình sẽ cắt một lát cam. Rồi mình sẽ cho trực tiếp vào ly. Để tiếp tục mình sẽ cho đá. Rồi mình sẽ đổ hết thành phần cho khách chơi vô đây các bạn. Rồi sau đó tiếp tục mình sẽ cho một khúc xả. Rồi mình sẽ cho một kem hút. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.